Em chủ động là đòi hôn bạn. Bạn nói hồi tắt đèn mới được, mắc cỡ. Dạ bạn tắt đèn rồi hôn nụ hôn đầu đời thôi. Thì trong vòng 1 phút 30 giây thôi. Rất là nhanh. Là bật đèn lên. Dạ. Thì mình nhúng nhích đó là nó kêu cọt kẹt à. Mà trong khi đó có anh chị ngủ phía sau. Sát vách. Rồi sát vách đó, có đứa cháu ngủ nữa. Dạ đêm đó chắc mệt mỏi à. Hai đứa chằn chọc cũng hơi khó ngủ. Hỏi ý vậy mà sáng con hỏi. Hồi tối cổ Út làm gì mà kêu quá trời luôn. Chứ làm gì nữa. Dạ. Dạ mới nói chằn chọc. Phu thê. Gương mặt phu thê. Cặp này là có gương mặt phu thê gõ mặt gà quá. Luôn á. Hai vợ chồng có em bé chưa? Dạ được một bé trai 6 tuổi. Ở 6 tuổi hả? Dạ. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ. Xin chào anh MC Quốc Thận hài hước. Xin chào chị Hồng Vân dễ thương. Cảm ơn em. Dạ xin chào quý vị khán giả. Em tên là Đinh Phước Hậu. Hôm nay em 32 tuổi. Em làm việc là kỹ sư ba cùng của tập đoàn Lộc Trời. À. Dạ chuyên về can trái. À. Em sống ở đâu? Dạ hiện tại em sống và làm việc tại Tiền Giang. Từ Tiền Giang lên đây luôn. Dạ. Rồi mời em. Dạ. Em xin chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Hồng Cẩm. Em năm nay 32 tuổi. Em là thạc sĩ nông nghiệp. Hiện em là kinh doanh tại nhà và online mặt hàng nông sản sạch. À nông sản sạch. Chứ không có làm chung công ty dạ, với để có nhiều thời gian gia đình được chăm sóc con á chị. À hai bạn gần như là làm chung với cái ngành nghề với nhau rồi. Dạ lúc trước là... học chung luôn. Học chung luôn. Đại học. Thôi như vậy là chắc có lẽ là hai người quen nhau từ thời Thanh Mai Trúc Mã đúng không? Dạ đúng rồi. Là hai đứa học chung đại học nông dạ. nghiệp. Dạ đúng rồi. Ở đâu? Dạ ở Vĩnh Long, Đại học Cửu Long, Vĩnh Long. Vậy là quen nhau cũng lâu lắm rồi nè đúng không? Dạ. Dạ mười mấy năm. Mười mấy năm đúng không? Mười mấy năm. Vậy thì bây giờ kể cho anh nghe đi. Cái việc mà em đến với cô này như thế nào? Dạ. Và lần đầu tiên em gặp cô gái này thì em ấn tượng ra sao? Dạ lúc mà hai đứa em quen nhau là thời sinh viên thì mới vào gặp thôi. Cô này là thủ quỷ. Thì em nhìn em để ý liền. Cô dễ thương nè. Rồi em nhận xét nha. Thấy chắc cô này học giỏi nè. Rồi thông minh nữa. Là em kết liền. Em bắt đầu em cua liền. Và em theo đuổi suốt luôn. Rồi em rủ đi sinh hoạt đoàn nè. Rồi em giả bộ mà lấy mượn tiền quỷ á. Mượn tiền quỷ để mình làm cái cớ thôi. Tiếp cận cô thủ quỷ này thôi. Nhưng mà lúc đó là có nhiều người cua cổ không? Trong lớp em á. Dạ. Em nhiều đối thủ không? Em chủ động trước rồi, mấy bạn khác không dám. Biết đúng không? À, bạn biết có nghĩa là giang hồ lắm. Chắc có lẽ là ra dạ. cái đó ra rã cho nhìn mọi người cái mặt ổng giang hồ lắm cho nên mấy kia chắc không dám nhớ đúng không? Cái tiếp cận không có ai nhưng có cơ hội em, hỏi em lúc đó là em có những cái đuôi nào theo em không? Em thì hơi kín tiếng giống như là ít tiếp xúc với bạn nhiều á, rồi tập trung học thôi. Lúc đó là không chú ý nhiều tới ảnh. Tập trung học với giữ tiền thôi. Dạ dạ dạ. Ảnh cứ theo á, ngủ đi đòn đi đội đòn, nói không. Lo học mà ảnh cũng thuyết phục phải đi mới được. Nhưng mà lúc đầu tiên gặp chồng em là em có ấn tượng em có thích không? Không, nói nhiều lắm. Mượn tiền mượn ơ rồi nữa đúng không? Không thích. Rồi đến bao lâu thì em mới tỏ tình với cô? Sau khoảng 3-4 tháng là em quyết định em chủ động luôn. Xin số điện thoại. Xin số điện thoại nè. Mà bạn không có cho. Bạn cho xin cho số học như bạn học chung á. Em đâu có chỉ nhà đâu. Ừ. Rồi em nói ở huyện đó đó. Chứ thật ra nhà em ở xã. Vậy mà tới Tết cũng mon men đi tìm mà học hỏi địa chỉ cụ thể. Mùng 1 lạc một ngày luôn. Tới chiều mới gọi nhóm bạn em cái ra đón. Tới chiều thấy tội nghiệp quá lúc đó mới ấn tượng. Thương gì tội đúng không? Thấy tội nghiệp mà thấy cũng hiền. Lúc đó mới để ý. Trước khi tỏ tình đó không? Dạ. Những lần sau em xuống nhà là lấy lòng ba mẹ với bà con họ trước. Mà gia đình có thương em không? Lúc dạ thương, lúc tại bên vợ em cũng làm nông nghiệp, còn em cũng làm nông nghiệp nữa. Bởi vì thích nhau có chút cảm tình rồi lắm. Mà đặc biệt là anh ra trường, anh làm cho công ty tập đoàn Lộc Trời. Rồi cái anh xuống, anh mượn cớ xuống thăm đồng. Rồi hỗ trợ cha công việc cây cỏ, đồ đất, cây cảnh. Rồi lấy lòng người lớn. Bây giờ đem cái tài năng của mình ra để mà có thể là phục vụ cho gia đình bên bạn gái. Dạ. Rồi tỏ tình với ai có dễ không? Dạ cũng dễ. Bữa đó hai đứa đi uống cà phê, em có chuẩn bị cái đồng hồ, cái em hỏi là bạn làm bạn gái mình nha. Rồi cái bạn cũng suy nghĩ một hồi rồi bạn đồng ý, với điều kiện là bạn nói là quen là để đôi bạn cùng tiến thôi, chủ yếu là mình học thôi, em cũng thích như vậy. Dạ tình yêu trong sáng. Rồi sau này ra trường. Dạ nếu rồi... tôi có duyên nợ nữa ra trường phải lập nghiệp. Dạ phải lập nghiệp xong rồi hẹn 4 năm. Dạ sẽ đám cưới. Rồi nhưng mà tình yêu trong sáng, nhưng mà nó sáng cỡ nào trong cái thời gian yêu đó? Có nắm tay, có hôn má nhẹ được không? Bữa tỏ tình là em có hôn, em chủ động là đòi hôn bạn. Bạn nói hồi tắt đèn mới được, mắc cỡ. Dạ bạn tắt đèn rồi hôn, nụ hôn đầu đời thôi. Thì trong vòng 1 phút 30 giây thôi, rất là nhanh. Là bật đèn lên. Dạ. Sau cái buổi đó, qua ngày hôm sau tụi em gặp lại nhau thì cái cảm xúc nó có khác trước nhiều không?
mình dạ. cảm thấy giống như mình là của nhau rồi. Dạ, thân thuộc hơn. Thân thuộc dạ. hơn. Dạng dĩ hơn đúng không? Cứ đưa rước em dạ. mà không ai cơ hội, có cơ hội. Học chung ngồi chung bạn luôn. Như là các bạn đều biết hết luôn, dạ. công khai luôn đúng không? Lúc đó là mặc định là anh đã là của tôi rồi và em đã là của tôi rồi đúng không? Dạ. Cái thời đang yêu nhau, Hậu á, có lãng mạn không? Có thường xuyên tặng quà cho bạn gái không? Sinh nhật á, lần đầu ha, trước một tháng mà anh chở lên thị xã mua cho con gấu, cái anh tặng em lo họ không biết cái quà gì nữa, cái anh mới nói là quà sinh nhật, cái cũng là tiền của anh tự làm ra, cũng xúc động. Là con gấu đó là để dành bao nhiêu lâu thì mới có tiền mua con gấu? Dạ mình tính thời đó là nhịn đói một tháng anh. Trời ơi. Dạ em tặng trước một tháng, bây giờ cũng hơi bất ngờ rồi mới hỏi tại sao tặng, mà em sợ cuối tháng hết tiền không mua được. Nên mua đầu tháng luôn dạ. đúng không? Đó là lý do đúng không? Chà con gấu đó giờ còn không em? Dạ còn, thương dạ. là thương cái thật thà như vậy đó. Cái tiết kiệm đúng dạ, không? Dạ cái tiết kiệm. Hai bạn giữ tình yêu trong sáng, nhưng mà giữ cho đến khi nào? Dạ thì giờ em nói là thương nhau á, là tới 4 năm 4 năm sau mới cưới, là sau khi ra trường á, 4 năm mới cưới. Trong có 1 năm thôi, 1 năm là... Năm đầu ra trường. Em xuống em hỏi cưới vợ em rồi, vợ em bất ngờ lắm. Bữa đầu tiên á là đi, em nói với vợ em á là đi có xe 4-5 người xuống thôi, rồi dẫn chơi, cha mẹ xuống dạ, chơi xuống thôi chơi cho biết. Mà em đi xe 16 chỗ 2-3 chiếc luôn. Rồi vợ em bất ngờ. Rồi xong là tháng sau là bên nhà trai nhà gái là hẹn nhau một tháng sau là cưới luôn. Vậy đó hả? Tại vì dạ. bên nhà vợ là đã thích ông rồi, cơ bản là dạ, bên nhà dạ, vợ dạ, đã thích ông rồi. Nhưng mà giữ cho đến đêm tân hôn luôn. Dạ tình yêu trong sáng 5-6 năm luôn. Dạ trời ơi hay quá vậy ta. Vậy chắc chắn đêm tân hôn rất là đặc biệt đúng không chị Mộng? Rất là đặc biệt luôn. Nhà em thì nhà gỗ, có cái giường cũng bằng gỗ luôn. Thì mình nhúng nhích đó là nó kêu cọt kẹt à. Mà trong khi đó có anh chị ngủ phía sau. Sát vách. Rồi sát vách đó, có đứa cháu ngủ nữa. Dạ, đêm đó chắc mệt mỏi à. Hai đứa trằn trọc cũng hơi khó ngủ. Rồi cuối cùng là có thành công không hay là để tới tuần sau mới có tân hôn? 3 ngày về không có tân hôn. Là không có đúng không? Sáng này chị gặp nhiều trường hợp vậy rồi, các bạn cũng kể vậy đó. Cỏ ở dưới quê á, rồi đó nhiều khi ngủ trong cái phòng tân hôn nó còn có mấy đứa nhỏ, đứa cháu. Đứa cháu em á hỏi... Ý vậy mà sáng còn hỏi hồi tối cổ làm gì mà kêu quá trời luôn. Chú làm gì đó. Dạ, mới là trần trọc. Rồi giờ tới hôn nhân đi. Có vỡ mộng gì sau hôn nhân không nè, kể thật xấu đi. Thật xấu á, chồng á là hay nóng. Nóng tính. Tính của chồng là nóng dạ, hả? Nóng tính. Thì cũng có chút vô tâm nữa. Thấy hiền vậy mà nóng tính à? Dạ nóng tính lắm. Có bao giờ nóng mà nạt vợ mà vợ khóc không? Có lần tức khóc. Mỗi lần khóc thì sao? Cho anh xìu xuống lại. Thường em. Dạ ngưng. Dạy vi tính á, em dạy vi tính cho vợ á, em chỉ hoài á, cái không chịu làm theo á, cái wow. em la lớn lên, cái vợ giận em lắm. Tức. Tại mình mới học mà, ảnh học chuyên nghiệp rồi, cái cũng mà bên này cũng dễ dỗ đúng không? Dạ. À. Dạ. Rồi sao nữa nè? Nãy nói gì bị vô tâm hả? Dạ vô tâm. Ví dụ như là có chuyện buồn á, cái anh nói cần một bờ vai mình để dựa vào đó. Anh nói nữ phải mạnh mẽ, không có khóc thì cũng đâu giải quyết được gì. Mà lúc đó em cần một người dỗ dành thôi, nhỏ nhẹ thôi, hay là mượn bờ vai khóc thôi, khóc thiệt là nhiều rồi thôi. Cho anh nữ mà cũng cần có lúc mềm mỏng được người nào đó chiều chuộng. Thì thường thì dạ em thì thích ngọt, mà em hơi thẳng thắn tí. Ví dụ mình có chuyện gì buồn á thì mình cũng buồn chút tí thôi, rồi mình cố gắng mình vượt qua. Là lúc đó ta cần an ủi. Dạ đúng rồi. Chỉ cần em hãy tựa đầu vào vai anh khóc cho đã đi. Là bà sướng. Dạ cho nó quá hết ức ức á. Vợ em thương em lắm nha. Mới đi làm xíu là điện hỏi thăm là nhớ rồi. Tới bây giờ luôn á, hồi xưa cũng vậy mà bây giờ cũng vậy luôn. Ôi vậy hả? Chồng đẹp chi khổ. Còn nói á, nhớ ít thôi, nhớ nhiều với vợ. À cái vậy cái đó. Em không có điện á, không điện. Ừ, cái này sao chưa về cái nó. Sao bữa nay vợ không điện. Thấy chưa? Mâu thuẫn. Dạ. Thì em cũng nhớ vợ em mà lâu lâu không điện em cũng điện lại. Đó, nói gì được rồi. Rồi bây giờ tới em đó Hậu. Vợ em có gì xấu không? Vợ em thì tánh hay bỏ đồ đạc lung tung. Lúc mới về thì ví dụ bỏ cái nón đây, bỏ cái áo đây. Bơ bồn. Dạ. Cái mà mỗi lần mình đi đâu á, cái chồng ơi, là em biết rồi, em biết cái món đó nằm ở đâu rồi. Cái nón nằm đâu, cái giày nằm đâu, áo nằm đâu. Là em đang gửi sách cho vợ. Chồng ơi, áo em không đâu. Phải, em chỉ thôi. Rồi tiếp theo, có thật xấu gì không nè? Vợ em thì hơi kén ăn tí. Mỗi lần ăn chung với nhau á, ăn ở nhà hay ở quán vậy luôn. Vợ ăn chút xíu à. Cái cũng giữ eo nghe. Rồi cái còn dư miếng cái... hoặc là chủ động đưa kêu trước chồng ơi, cũng chồng ơi nữa là phụ em giết em u nu rồi vợ em ốm nhách sớt ra đúng không? Dạ đúng rồi. Ăn giùm
Còn tật xấu gì nữa không nè? Thường em ngủ dậy trước, em tập thể dục. Em cũng ngủ dậy em tập thể dục. Con em tập thể dục luôn. Mà vợ em hơi chậm tí. Hay ngủ nướng đúng không? Dạ. Nướng. Tại mệt mỏi á, chị cũng nướng mà cái lúc nướng là cái lúc mà sung sướng nhất trên cuộc đời. Dạ đúng. Là ngủ nướng. Sao mắt mới chị gần sáng ngủ ngon ơi là ngon. Ngủ ngon lắm, đêm thì cứ trằn trọc ngủ được. Rồi sao giờ muốn mong muốn vợ thay đổi gì không? Dạ thì hai chồng cùng nhau thông cảm cho nhau nè, cùng nhau hiểu nhau hơn để gia đình hạnh phúc hơn, nuôi con tiến bộ hơn. Còn em? Em có thể mong muốn chồng em bớt lớn tiếng này, bớt nóng tính lại chút, làm gia đình im ấm à. Cứ mỗi lần anh nóng tính là em làm như là gì đó, không có muốn làm theo ý ảnh. Đó. Chỉ vậy thôi. Tức là khi mà anh nóng lên là bắt đầu em cảm thấy em muốn làm trái ngược lại. Làm trái ngược lại luôn đúng không? Dạ. Hơi bướng xíu. Hiểu không? Dạ. Thay đổi được không? Dạ được. Vợ em thì thích ngọt. Em nói ngọt là vợ em mê lắm. Mê. Chị thấy nè, tụi em á, tức là tụi em quen nhau và lấy nhau một cái khoảng thời gian rất là dài rồi đúng không? Giống như là có những cái mà mình có thể bỏ qua được á, thì mình cố gắng mình bỏ để mình giữ gìn cái cuộc sống hôn nhân này. Dạ. Đúng không em? Thì hai cái điều mà tụi em mong muốn về nhau nó cũng đơn giản quá mà. Ví dụ như là em đã biết yếu điểm của vợ em là thích ngọt. Thì mắc mớ gì mà em không xài ngọt đi để cho vợ em nghe lời em đúng không? Cái thằng bé 6 tuổi là bây giờ nó bắt đầu nó biết cảm nhận rồi đó. Nó sẽ nhìn, nó đánh giá, nó soi xét nó này kia kia nọ. Nhất là mỗi lần mà ba mà nóng tính he, nó nghĩ là ba đúng. Tại vì thường con trai á, nó hay thần tượng ba. Cho nên nó nghĩ là phải như vậy đó thì mình mới giống ba. Trong cái gia đình đó mình phải là cái chỗ dựa mà vừa vững chắc mà vừa bình an cho vợ, cho con. Thì cái điều đó là cái sự mong ngóng của tất cả những người phụ nữ trên cái cõi đời ô trọc này đó. Là chị nói nghiêm túc luôn á. Rồi chỉ cần thấy vợ buồn, thấy vợ có gì đó nó hơi tủi hoặc khóc đó, thì cần lại vỗ vai cái thôi. Không sao đâu, có anh nè. Anh cưng nha. Chỉ vậy thôi đó. Chỉ cần vậy thôi đúng không? Chỉ cần đơn giản thôi mà. Làm được đúng không? Dạ được. Rồi. Vậy đi. Vậy nha. Rồi. Cảm ơn tụi em. Trần Phương Danh, năm nay em 35 tuổi. Em là nhân viên kinh doanh. Danh. Dạ em chào anh chị, em tên là Đăng Phương. Thì em năm nay 28 tuổi, hiện là em nhân viên ngân hàng. Ngân hàng này kinh doanh. Dạ. Kinh doanh có tiền gửi vô ngân hàng. Dạ. Đâu có. Mượn vốn ngân hàng để kinh doanh chứ. Trời. Hai bạn nguyên do gì mà hai bạn gặp nhau? Vào năm 2004, cách đây 10 năm thì em đi bữa tiệc sinh nhật. Thì hôm đó em vô trước, em ngồi ở trong. Anh này anh vô cuối giờ chung với một cô bạn gái. Hay là vừa đi vô, đột nhiên ảnh nhìn em quá trời luôn. Cho hỏi cái người bạn gái mà dẫn đi theo là bạn gái thường hay là bạn gái đặc biệt? Bạn gái hơn bình thường chút. Thì lúc mà em vô á, thì tự nhiên em nhìn thấy vợ em thì nó như một cái người mẫu người phụ nữ mà gái mà em đã từng hình dung. Cái khuôn mặt và cái ánh mắt rồi cái mỏ nó hô rồi đó giờ. cái xì tai vậy á, cho nó nhìn là thấy mê liền luôn. Mà mặc dù đang đi với bạn gái thì thực sự là cũng rất là ngại, không biết cách nào để làm quen được. Hôm nay nói chuyện với bạn thì tôi mới biết là trong văn học Việt Nam có một cái từ gọi là cái mỏ hô. Còn em thì em thấy hả, ảnh đúng là cái mẫu người mà hồi xưa em đã mường tượng ra trong đầu em là đàn ông mà em mà quen là phải đô đô con ha, da ngăm ngăm trong phong trần, nhìn rất là men chứ không có trắng trắng hoặc là đẹp trai kiểu Hàn Quốc. Cái là em đập con mắt em là em thích liền luôn. Các bạn có nghĩ rằng các bạn là giống như duyên tiền kiếp không? Dạ em cũng nghĩ vậy á. Ngồi đó là nhìn hai đứa cứ nhìn nhau hoài mà không biết làm sao giờ, để lẽ mình gái mình đứng lên chạy qua mình ngồi kỳ. Lúc đó em có cảm giác giống vậy không? Thì cũng vậy á, lúc đó em không biết cách nào mà kêu cô vợ mình đi nè, ba. Thì lần đó có một cái anh bạn đi một mình ngồi kế bên, thì em cũng nhanh trí em nói là thôi mình kêu cái cô bạn gái kia qua ngồi chung với bạn nha. Dạ thế là mấy em đưa tay quất quất nhìn nè. Thế cái là vợ em xách chén xách đũa là chạy. Chén xách đũa chạy tốt qua đây ngồi. Vậy thì bao lâu thì hai bạn mới bắt đầu là cảm mến và yêu nhau? Tối hôm đó, hôm sinh nhật đó thì không biết làm sao xin số điện thoại, tại lúc đó em cũng không có di động á. Cái là em soi số điện thoại bàn mà đang ăn tiệc đâu có viết đâu gì đâu ghi, phải là ghi lên cái tâm á, cái tâm sĩ răng nó có cái miếng giấy nhỏ xíu vậy á. Em ra hiệu cho cô ấy biết là em muốn xin số điện thoại của cổ bằng cách nào? Em có hiểu gì đâu, em nói giờ sao mà có số điện thoại của em được, cho anh xin số điện thoại đi. Thì thật sự là lúc đó nhìn xung quanh thì đúng là chén đũa không à, chứ đâu có viết bút đâu. Thì cũng cái tâm á, là xin ghi được cái số thì em mới nhét cho túi quần, nhét hơi kỹ. Sáng hôm sau thì em chủ động em gọi hẹn đi chơi, thì vợ đồng ý liền, chiều 5 giờ hai mình đi. Lúc đó là anh gọi lúc 11 giờ trưa, là em không ngủ trưa được luôn. 12 giờ là em lo tắm rửa sạch sẽ em đợi rồi, tại vì nó là mối tình đầu tiên á, cho nên là em hồi hộp em chờ đợi ghê lắm nha. Cái là tới 5 giờ là em ra ngoài đầu đường em đón, là dắt vô nhà giới thiệu mấy em đây là bạn trai con. Trời ơi.
Rồi má phản ứng làm sao? Thì từ đó giờ đâu có bao giờ dắt vậy mà má em cũng chân hững, má em cũng không nói gì hết. Rồi còn cái em khi mà em nghe giới thiệu em sung sướng không? Em sau khi giới thiệu xong thì cũng gật đầu cũng dạ dạ vậy thôi. Rồi em mới nói là dạ xin phép cho bác con chở Phương đi chơi. Tối 9-10 giờ con về. Hai bác cũng rất là ok, nói thôi hai đứa đi đi. Chở đi chơi tới 9-10 giờ tối. 9 giờ là dạ, về rồi, nhà em khó lắm. Lúc mà em uống cà phê với vợ em xong thì em thấy là cô gái này là cô gái của cuộc đời mình. Không thể nào để mất cô gái này được. Và em cũng, mà sẵn em với bạn gái cũ đang có một số vấn đề trục trặc á, nên tụi em cũng chia tay. Tại sao mà em lại có thể nhìn một cái là em biết ngay đây là người con gái của cuộc đời mình ta? Hay thiệt á, hình như là hai đứa em có cái gì đó gọi là hình như cách cảm. Dạ, đó chỉ là em cần em nói cái là cô bạn gái vợ em phải nói được câu phía sau. Rồi bây giờ sau cái buổi cà phê đó thì bao lâu thì em mới tỏ tình? Hai đứa em không có ai tỏ tình ai á. Không cần tỏ tình gì hết, tụi em tự động hàm ý với nhau là tự sát lại với nhau luôn. Không ai tỏ tình là tại sao lại sát rồi với nhau? Biết do cái gì mà tự nhiên cứ rủ là em đi thôi. Em cảm thấy là anh này em thích lắm và em mỗi lần mà anh đi về nha, em đứng nhìn anh khuất thì thôi. Trong thời gian mà nó mê lắm, mê mẩn kinh kinh khủng. Vậy hả? 5 năm quen nhau không hề giận hờn một cái gì. Cái gì 5 năm mà không giận hờn luôn. Dạ. Vậy hả? Cái gì? Có giận thì giận yêu thôi. Yêu lắm, yêu cực kỳ vậy yêu đó. Lắm cơ. Trời ơi. Thôi bây giờ hỏi thẳng luôn nè. Vì trong cái thời giờ cũng còn tụi em y chang vậy luôn đó hả? Không còn giận nhau hả? Dạ. Ê, vậy bữa nào em ra... với chồng em là nổi tiếng khắp công ty vậy luôn hả? Vậy trong thời gian hai bạn yêu nhau thì có câu chuyện gì vui kể nghe? Vui nhất là có lẽ là sau khi 2 năm quen nhau á thì em được gia đình bên vợ cho đi chơi chung ở ngoài Nha Trang. Lần đầu tiên là hai đứa được đi chơi xa, lần đầu tiên á là được nằm chung giường với nhau. Dạ. Không, cái này là nằm chung nhưng mà với sự kiểm soát của anh chị vợ. Công nhận ông anh chị bên vợ đó ác vậy. Chắc là có lẽ chị dâu em đang có em bé 8 tháng rồi, không tiện ngủ chung với em á. Cho nên là anh của em mới nói là thôi mày ngủ với Danh đi để cho tao ngủ với vợ tao được rồi. Lần đầu tiên nằm cạnh một người đàn ông, cảm giác em như thế nào? Không ngủ được luôn. Hai đứa mà nằm ôm nhau mà nhìn liếc qua bên đây xem ổng có thức không, lỡ mét ba má. Rồi có làm gì không? Không làm gì hết, chỉ nằm ôm nhau vậy thôi. Thế là sáng hôm sau với là chị em á, chị trở dạ chị sinh. Cũng có thể là do hai đêm đó. Do hai bạn nằm chung với nhau cho nên chị em đẻ. Bao lâu thì hai bạn mới đi đến kết hôn? Em xin cưới hoài, mà mấy ông cha cứ nói là mày còn nhỏ, mày chưa trưởng thành, mình chưa có công ăn sự nghiệp gì, xin cưới hoài em được. Cái em mới ngồi khóc nói ba má cho con cưới vợ, con muốn cưới vợ lắm rồi, con chịu hết nổi rồi. À thôi được rồi, cưới đi. Vậy hả? Lúc đó là em nhiêu tuổi? Dạ lúc đó em cũng chắc 30 rồi. Hay à, thiệt là thảm quá đi. Rồi thì trong thời gian mà hai bạn sống với nhau thì có phát hiện bất ngờ ở người bạn đời của mình không? Anh này á, lúc trước em nghĩ anh là phong trần lắm nha, rất là mạnh mẽ nha. Sau khi về trời ơi em thấy anh hả, rất là công tử, là nhõng nhẽo. Má anh nói luôn, xưa giờ má làm hết á, nên con về con không làm, không làm đâu. Coi như là hút hết luôn đúng không? Hút hết luôn. Nhõng nhẽo làm sao? Trời anh bệnh nhõng nhẽo kinh khủng luôn. Mỗi lần bệnh thì hay nhõng nhẽo lại ghẹo vợ nên là thái cứ rên rỉ rồi nói em ơi em hờ quá anh có đại khái vậy đó. Rồi giống như là dạ giống như là gần sắp chết rồi lên lớp làm nhiều khi mình cũng bực đó, mình không biết bị cái gì mà mình lo quá mà anh cứ vậy á. Rồi ngoài ra còn gì nữa không? Anh hay bê bối bứt đồn lắm, thấy anh đi về nha nhẫn đồng hồ anh sẽ đi tới đâu anh rải tới đó. Bóp đồ này kia anh rải tới đó, nhẫn cưới lột lồ sáng ra hỏi nhẫn anh đâu em, bóp anh đâu, đồng hồ anh đâu nè, em phải theo nhận hoài nha. Trời ơi, có bao giờ em cảm giác là em có con trai lớn không? Thì đó, lo y như con luôn. Từ ăn uống quần áo tất tần tật. Chắc ở nhà vợ em chắc hiền lắm đúng không em? Chung là vợ em là công ty nổi tiếng luôn á. Hiền ôn luôn đúng không? Dạ không, gọi là dữ nhất shop luôn á. Nghĩa là hung dữ lắm không? Dạ nói chung là nếu mà bạo hành gia đình thì chắc em là nạn nhân chứ. Ủa mà lý do gì bạo hành chứ? Tại em làm nghề kinh doanh á, nên là tính em hay cà rỡn lắm. Nhất là những người khác phái á, hay giỡn hay cà hớt thì thôi chứ không có ý gì trong bụng hết trơn á. Thì đâm ra hiểu lầm, thích lại mình á. Rồi nên là vợ em rất là ghen mà rất là dữ. Ghen lên á là em là người chịu tổn thương á, bị ăn tát hay là bị remote tại vô mặt chẳng hạn vậy đó. Ví dụ có một lần đang ngồi nghe nhạc thì có bài nhạc ngân lên cái mình cái bài ngày xưa hả, anh với bạn gái anh hay nghe lắm nào, tự nhiên vậy em qua tivi cầm remote chạy thẳng luôn, né không kịp luôn hả? Em bực mình lắm, suốt ngày cái nhắc bực cũ anh nghe bực mình gì đâu, bực cho xong bực băng xèo vô mặt liền. Im đi đừng nói nữa. Không có cái ghen nào mà nó đỉnh điểm hơn là cái chuyện mà em cầm cái remote em chọi vô mặt chồng em không? Có chứ, hôm cưới rồi khoảng năm rồi, hôm đó sinh nhật ảnh có cô bồ cũ, tự nhiên tới nhà lúc đó em chuông thì em vừa chạy xe về em mới nhìn hỏi cô kia kiếm ai vậy. Cái xong cái cô mới nói dạ em kiếm anh Danh. Cô là ai mà kiếm anh Danh?
Khi cô hỏi em là ai mới ghê chứ em nói tôi vợ anh Danh nè, muốn gì? Hỏi sao nữa? Cái xong khi cô nói em tới tặng quà cho anh Danh, đưa đây. Rồi cô đó sợ quá, phóng lên xe về luôn. Em có biết chuyện đi vô, có dạ. Em vô nhà em nói quà nè, bồ cũ tặng nè, mở ra coi. Cái xong đâu dám mở đâu. Ủa mà lý do gì em không mở? Mở là bảo tố lắm, tại vì em biết cái chuyện đó rồi. Em ở nhà, cô đó cũng gọi hỏi thăm, nói tới tặng quà sinh nhật. Mà không biết sao tự nhiên lâu quá trời lâu không có liên hệ gì với nhau, cái gọi tới tặng quà sinh nhật. Rồi bởi vậy em biết thế nào cũng ăn đạn. Nó anh trừng phạt kiểu gì? Em nhắc nhéo cho một chút rồi thôi. Mà rồi có trừng phạt là không có cho đụng chạm gì không đó. Không, rồi cái đó là quyền lợi của mình, sao không cho được. Ôi trừng phạt hay, trừng phạt mà có tính toán. Trời ơi, nó ghê gì vậy? Nói nghe nè, em đó là vợ em ghen. Mà ghen khủng khiếp lắm, ghen nổi mà nổi tiếng trong công ty em luôn. Còn nữa đó, mà gần đây nè, hôm đẹp trời em mở điện thoại lên, thấy một cái tin nhắn. Anh đang buồn quá, em làm gì vậy, gì nhớ quá, gửi hình cho coi mặt cái coi. Rồi anh thấy sao? Em điên máu lên liền, em nhắn tin lại cho cô đó liền. Em đang làm gì vậy? Cô đó không nhắn lại, gọi điện thoại cho anh luôn. Em bắt máy, em hỏi alo. Cái chị đó sợ quá, cúp máy luôn. Không nói gì hết. Thế đáng ngờ, nếu bình thường ta nghe máy có sao đâu. Rồi em điên máu rồi nha. Tức sẵn trong bụng rồi nha, một chút đi. Ở nhà dưới nhà lên là biết tay. Nhớ đừng có cầm cái váy cao quá. Rồi sao? Lúc đó tối rồi, anh đang ngồi anh nhậu với ba em dưới nhà. Thế là anh chút lên. Lại biểu. Cậu mở tin nhắn lên nhìn nè, thấy chưa? Tán như cái bớt. Tại sao vậy? Sao em? Không, cái đó là vô tội, thực sự là vô tội. Cái tính của em như vậy, bạn học ngày xưa á, anh chị nên là chỉ là bạn học bình thường thôi, không sao hết trơn á. Không gì ai hết. Tin? Sao tin được? Dạ thì... Đúng rồi, ai tin được. Đúng không? Bạn đúng không? Bình thường. Chị mà bây giờ mà chị nhận được cái tin tương tự vậy, chị mất hồn liền chứ bộ. Chị sẽ suy nghĩ như vậy. Ủa, vậy là cái người đàn ông đó họ đang không có hạnh phúc hay sao mà họ lại nhắn những cái tin như vậy? Đấy, buồn sao? Hay là họ vẫn còn đang nhớ nhung gì tới mình? Trời ơi, tự nhiên sao em quậy đùng đùng lên liền, em đòi tới nhà cô đó, tới công ty cô đó. Xong cái em gọi điện thoại cho cô đó mà cô đó không nghe. Chắc cô đó cũng sợ em, nghe tiếng sợ nên không trời có ơi, dám. Nghe tiếng nghe mà sợ. Vậy chà, vậy nghĩa là cả công ty em biết danh vợ em và ghen có đẳng cấp đúng không? Dạ đúng rồi. Công ty á mọi người đều biết là em rất là sợ vợ. Ví dụ có nhiều chuyện lắm. Ví dụ em mà đi chơi đâu đó với công ty á, mà lỡ có chụp hình á là năn nỉ đồng nghiệp á đừng có post lên Facebook, lỡ có gì mất công cháy nhà. Vậy thì hai bạn có mong muốn cái người bạn đời của mình có sự thay đổi gì không? Và em tốt nhất thì nên bớt cái dữ dằn lại và cũng bớt đi cái gọi là bạo lực gia đình á. Bạo hành gia đình. Còn em dạ, muốn ảnh là phụ bớt em chăm con á, nhiều khi em trong lúc mình cũng cực á, bớt rỡn đi. Chị thấy vậy nè, không biết Thuận thấy đúng không á, có hai cái mà hai em nên sửa nha. Thứ nhất chồng em góp ý cái vụ bạo hành á, bỏ đi. Còn em á, vợ em góp ý em có một cái chị thấy cũng nên bớt đi. Ngày xưa mình thanh niên thì khác, bây giờ á mình cha là chồng rồi á, mình cũng bớt cái cà rỡn với người khác phái. Em không có gì nhưng mà người ta thấy cái cà rỡn của em tự nhiên người ta lậm em quá rồi, bắt đầu á là người ta làm người thứ ba là mệt nữa, đúng không? Thì vậy thôi, tụi em là quá hoàn hảo rồi. Bây giờ bên đây bớt bạo hành, bên đây bớt cà rỡn. Chắc có lẽ là bên nhóm khác. À nhóm khác hả? Dạ. Nó săn lồng tiếng cái phim gì đâu, để chị nhớ coi. Dạ, như đợt vừa rồi bên Vĩnh Long 1 cũng phát sóng phim Ashoka Đại Đế. Dạ, thì em làm cho vai Chanaki, đại tử tế Chanaki. Em có lòng ra phim Việt Nam không? Dạ, em không có làm phim Việt Nam, em làm phim nước ngoài. Đài Loan, Ấn Độ, rồi Singapore, rồi Trung Quốc. Cái giọng này tôi nghe thoang thoảng đâu đó trong cái dòng phim Cô Dâu 8 tuổi. Dạ. Mỗi lần có sự kiện có anh 3 phút đồng hồ giải quyết sự kiện đó. Dạ. Con có lòng phim Ấn Độ nào? Dạ, có phim Ấn Độ anh. Dạ. Giọng tôi nghe quen lắm. Rồi giờ mời em. Dạ, em xin chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân. Em tên là Nguyễn Thị Hoài Thương, em 28 tuổi. Trước đây thì em làm trong ngành truyền thông marketing. Và bây giờ thì em đang hai cục xây dựng hai kênh TikTok để cho đỡ nhớ nghề á. Vậy hả? Dạ. Ô sang chưa giới thiệu tuổi đúng không? Dạ em 38 tuổi. Vợ em thì nhỏ hơn em 10 tuổi. 10 tuổi. Dạ. Gần một con giáp đó. Dạ. Suy nghĩ có khác nhau nhiều không? Thật. Hoặc là liên quan đến vấn đề gì đó về giải trí đúng không? Dạ, wow. Anh Quốc Thuận đúng là tuyệt vời luôn. Dạ. Hay không? Dạ. Hay không Linh? Hay không Linh? Hay không Linh? Dạ sai rồi anh. Dạ.
Sai thấy chưa? Ủa sai hả? Thấy cái miếng của dân lồng tiếng khác với bên kịch không? Trời ơi, nó làm gãy một cái. Cho em sung sướng đã đi, mới cho em rớt một cái bột. Tại vì nó đâu có xuất hiện đâu đó, chỉ có giọng nói thôi à, mình không thấy mặt đó. Thành ra nó chấp nhận như xích mít luôn. Thôi để sao em đăng cho anh Thuận nè. Thật ra cũng đúng á, nó cũng là liên quan đến giải trí á. Đó. Dạ. Sao kể? Liên quan rất nhiều luôn anh. Thôi giờ mình kể luôn đi nè. Dạ, ứng dụng giải trí, ứng dụng kết bạn á. Thì đó, có chữ giải trí. Dạ, ứng dụng kết bạn á, ứng dụng hẹn hò. Quen trên Facebook à? Dạ, là cái một, dạ, cái app, một cái app hẹn hò. Một cái app hẹn hò. Dạ. Lúc đó thì kiểu như là em thấy cái nghề của mình mà chị, mình thấy một cái gì đó mà nó lặp đi lặp lại, nó được quảng cáo quá nhiều lần với mình á, là mình sẽ phải nhấp vô coi thử nó là cái gì. Ừ. Thì cái đó không phải là Tinder, cái đó nó gần gần giống như Tinder á, thì em vô coi thử nó là cái gì. Thì em vừa vô một phát, vừa cũng làm hồ sơ, cũng ghi tên tuổi rồi này kia, hoành tráng lắm. Xong cái một loạt người nhắn tin luôn. Thế em thấy một cái avatar nhắn tin cho mình là có một cái mic trước. Mà em là người cực kỳ, cái nghề của mình mà rất là bị thu hút với những người có làm việc với cái mic. Một là họ hát hay, hai là họ nói giỏi. Hai trường hợp cái nào mình cũng thích hết trơn á. Thế là mình chấp nhận nói chuyện lại. Và chỉ nói chuyện với một mình anh này thôi. Vì cái mic thôi. Bởi vì anh có cái mic. Dạ, về cái mic thôi. Rồi hai tức là sau đó thì hai bạn, tức là nói chuyện bằng chữ hay nói chuyện bằng voice? Dạ, bằng chữ. Mic. Hả? Chuyện bằng voice. Không, bằng voice. Tại vì nếu như nếu mà mới nói chuyện bằng chữ thôi mà em đã đổ rồi thì bạn này mà bạn nói chuyện bằng cái giọng lên chắc em chết luôn á. Dạ. Đó là một câu chuyện dài. Rồi bây giờ tiếp theo nè. Đó là chắc chắn là em ấn tượng bởi cái avatar đó. Dạ. Cho nên là em mới pin lại đúng không? Dạ. Đúng rồi sau đó là bắt đầu trò chuyện với nhau. Dạ, anh tụi hỏi em nè, là đa số nói em chuyện. Em là chủ động làm quen với cô này hay sao? À, lúc đó sao nhỉ? Đúng anh rồi, cũng không nhớ. Anh chủ động, anh nhắn tin. À, em có chủ động nhắn tin thì phải ha. Ừ. Thì lúc đó là thấy trên cái avatar cô này là avatar là cái hình ảnh rất là dễ thương và nụ cười rất là tỏa sáng. Dạ. Thì cái app này á là nó chỉ được nói chuyện với một người đầu tiên thôi. Ủa? Người thứ hai là bị tốn tiền. Vậy hả? Thành thứ ra là cái người đầu tiên mà em vô em nhắn tin hai này nọ là cũng là vợ em bây giờ luôn. Dạ, đó là em thấy như là một cái duyên. Cái duyên. Thì tụi em nói chuyện qua lại coi như là nói chuyện tám nói với nhau thôi. Rồi nhây qua lại nhây thế này thế kia. Thử nhây như thế nào thì cô này cũng nhây lại với mình như thế ấy. Thì cho nên là em cảm thấy là nói chuyện thoải mái. Hợp. À, có thể nói là hợp anh à. Thì kéo dài đâu được vài ngày á. Thì thôi cho số phone đi. Để cái gì trò chuyện nó rõ hơn. Thì có một lần cô này anh nhớ nhầm rồi nè. Đâu? Không phải. Dạ là vẫn nói chuyện trên đó. Em không có dễ cho ai cái số điện thoại của em hết. Anh chắc là anh nhớ nhầm cô khác. Dạ không. Rồi giận, giận luôn. Nhờ cái bữa nay mà giận luôn mới biết mới lộn á. Sao nè không, lúc đó là em nói chuyện với anh đâu được khoảng tầm 3 ngày á. Thì em nhớ luôn cái khoảng khắc mà em có cuộc hẹn đầu tiên với anh này. Là em mở cái app đó là em đang ngồi ở một quán bia lề đường. Lúc đó em chỉ ngồi có một mình thôi. Em nhớ rất kỹ là bởi vì cái khoảng thời gian đó gần như là ngày nào em cũng ra ngồi ở cái quán bia lề đường đó. Tại sao vậy? Chắc là đang lúc đó chắc là đang có chuyện đang, buồn, đang có chuyện buồn đúng không? Dạ. Không, em cứ trải lòng ra. Cứ bình thường thôi em. Em nói cho anh chị nghe đi. Dạ. Em có một cái dẹp ở cổ này mà mọi người có thấy không? Cái khoảng thời gian đó là em đang, tức là trước đó 2 năm em chia nó với một căn bệnh. Và em nghĩ là em đã thành công rồi. Và năm trước, cái năm mà em gặp anh á, là em đã gọi là xạ trị xong hết rồi. Thì em nghĩ là em đã vượt qua rồi. Em đã có thể quay lại được với công việc của em rồi. Quay lại với cuộc sống của em rồi. Thì đùng một cái bệnh nó tái lại. Mà cái năm trước nó kinh khủng đến mức độ là em đã xác định là mình phải đứng trước cửa tử rồi. Mình sẽ không vượt qua nổi rồi. Thì mình đã vượt qua được một lần rồi. Mình đã quá kiên cường rồi. Em nghĩ là em đã thành công rồi. Thì giờ em lại sụp đổ. Khi mà em đi kiểm tra lại thì cái view nó tái lại. Mà đây là lần thứ 3 tái lại rồi. Wow, cái dạ. tiếng giáp đó đúng không? Dạ đúng rồi, lần thứ 3 tái lại rồi. Em gọi là em rơi vào tình trạng như là tuyệt vọng luôn đó. Vì em quá mệt mỏi với cái việc là phải đấu tranh với một cái căn bệnh mà nó
dai dẳng à. Cái sự dai dẳng nó mệt lắm. Lúc đó em chán đời lắm. Cái chuyện mà em nói chuyện, em gặp gỡ với người này kia hay là rủ một ai đó chưa quen biết để đi uống bia với mình là điều không thể trước giờ với tính cách của em. Nhưng mà ngày hôm đó em đang nhắn tin với anh này, em gọi anh ơi đi ra để uống bia với em. Em gọi luôn. Anh đi không? Anh đi ạ. Sao không đi? Em có đi không? Thì lúc đi. Đó thì em cũng đang rảnh á anh. Rồi nghe cô này cũng mới gặp qua app thì cũng nói chuyện thấy cũng có duyên, cũng dễ thương nữa. Bằng mặc dù bằng tin nhắn thôi, nhưng mà mình thấy là cô này rất là cởi mở và có duyên, nói chuyện dễ thương và tràn đầy năng lượng. Rồi ra là em gặp. Rồi ra quán bia lề đường đó. Lần đầu tiên em gặp cô này ở ngoài đời. So với những cái hình ảnh trên avatar thì em có ấn tượng gì về cô ấy? Khi mà lần đầu tiên em gặp chỗ nhớ trên đường Phạm Văn Đồng em ha. Gần ngay đường ray xe lửa. Thì lúc đó là khi gặp cô này á, lúc đó là ánh đèn cũng không có sáng lắm. Thì em chỉ nhìn lướt qua thì em kêu là không đẹp như ở trên avatar. Có lẽ là do hình ta cà quá. Đúng rồi. Thì nhưng mà bù lại anh à, bù lại lát sau mình nói chuyện, mình cùng ly bia mình uống, rồi mình nói chuyện với cổ, mình trò chuyện với cổ, thì bù lại là cái năng lượng của cổ và cái sự vui vẻ nhiệt tình của cổ và cái sự kể chuyện líu lo không có điểm dừng. Cái cách kể chuyện á. Dạ. Thì nó làm thu hút mình. Nó giống như là nó xua đi cái sắc đẹp, nó gạt cái sắc đẹp qua một bên. Dạ. Thì cái đó là cái ấn tượng đầu tiên thôi. Đã có cảm tình rồi đó. Dạ. Nhưng mà chị hỏi nè, cái thời điểm mà em nhắn hẹn anh này á, thì lúc đó cái bệnh của em nó như thế nào? Dạ, lúc đó là nó tái lại mà nó chỉ số nó tăng đột biến luôn chị. Tức là em không có nghĩ là cái nếu như á, đáng ra nó tăng ở một cái mức độ mình có thể uống thuốc thôi thì có thể là mình sẽ dễ chịu hơn. Nhưng mà nó tăng đến cái mức độ là mình một là phải xạ trị lại, mà xạ trị lại là quá mệt đuối lắm. Thì giờ chỉ có thể là mổ thôi. Chỉ mổ thôi. Mà lúc đó sợ, em cũng sợ mổ. Em cũng rất là sợ mổ. Em sợ sẹo này, em sợ nhiều thứ lắm. Nhưng mà có thể là mọi người, anh chị nghe thì có thể sẽ thấy nó hơi phi lý. Tại sao em chán đời, em đi uống bia mà ra em gặp anh này em lại líu lo. Thì đó, chị mới nói là tại sao trong lúc đó như vậy mà em lại có thể tràn đầy năng lượng như vậy. Dạ. Cái con người em nó hay lắm. Một mình em á thì em buồn. Em buồn gọi là em buồn chết đi sống lại, em buồn thậm chí em muốn tự tử luôn á. Nhưng mà em gặp người khác em không bao giờ truyền cái năng lượng tiêu cực vào cho người khác. Em luôn luôn muốn cái tích cực nhất khi em gặp người khác. Em vui vẻ nhất, em tích cực nhất. Thành ra là em không có nói cái chuyện buồn của em với ảnh. Em chỉ coi anh là một người tới gặp nói chuyện vui vẻ để mình quên đi những cái mà mình đang gặp phải, chứ không phải là một người mình gặp để mình tâm sự cái chuyện buồn của mình. Thành ra là em sẽ giấu cái chuyện ở đây, em không nói cho mọi người. Lần đầu tiên gặp anh là nói một cái trò chuyện buồn, một chuyện buồn như thê thảm, và cuối cùng câu chuyện không đi tới đâu cả. Dạ đúng rồi. Giờ anh đi về luôn. Nhưng mà hôm đó thì cái ấn tượng của em với anh này như thế nào? Đó, đang định hỏi. Anh là anh có cảm tình với em rồi đó. Đó, mặc dù không đẹp nhưng mà được cái là dí dỏm. Quá nhiều năng lượng. Líu lo. Dạ. Năng lượng mang đến cho tôi một cái năng lượng tích cực rất là dồi dào. Thế là tôi có cảm tình. Thế còn em thì sao? Em á, cái đầu tiên em thấy là em mắc cười. Anh xuất hiện như cái cột đèn giao thông vậy á chị. Bảy sắc cầu vồng hả? Dạ, dạng vậy á. Đỏ, tức là vàng, xanh. Chắc vậy. Em nhớ là ảnh mang một mang đôi dép màu đỏ, mang cái quần màu xanh da trời, quần đùi màu xanh da trời và một cái áo phông màu vàng. Chị thấy đủ ba màu chưa ạ? Ba màu là ấn tượng luôn, pha được cả một bảng màu luôn chị. Vậy là em có thể là anh em cục chèo hoặc là anh em kết nghĩa với anh Quyền Linh được rồi đó. Nếu mà nói về nam thanh niên mà đi dép đỏ là chị thấy chỉ có Quyền Linh dám thôi. Nói chung là em còn tưởng ảnh gì? À, 3D đúng, ảnh công đúng không? Nói vậy thì đó, anh. Nhưng mà sao cái buổi trò chuyện? Không, để chị hỏi. Lúc đó em có cảm nhận là con bé nó tưởng nó, chị nó, em nó tưởng mình là chị em với nó không? Dạ không, em cũng cố gồng chứ. Gồng hả? Gồng có nghĩa là có đó, có gồng chứ. Anh gồng là có đó nghe. Gồng ở đây là cái gì? Mình gồng, mình cứng cỏi, mình không có phải là gọi là quá mềm yếu. Và khi mà cổ kêu em uống bia, mặc dù em không biết uống bia, mà em cũng cố em uống. Đó là em gồng với gì nữa anh? Đúng không? Dạ. Cầm cự đó. Cầm cự.
Hôm đó là sau khi gọi... về là ngất ngư luôn. Ủa mà uống bao nhiêu rồi chai? Hôm đó em gọi đâu là 6 chai bia. Nhưng mà chai bia là bia bia gammer, là bia dạng độ cao hơn so với cái bia bình thường á. Là mỗi thằng uống 3 chai. Em 3 chai. Về là uống nữa 3 chai. Cái dòng mà không biết uống bia mà quất cho 3 chai. 3 chai nặng nồng đè, nồng độ cao hơn bình thường. Là lúc đó em không có đi bộ nên em bay bay lửng rồi. Dạ. Đêm đó về chắc sập hầm đúng không? Dạ, chắc có lẽ là hôm bữa là sao mà em vẫn còn rất là tỉnh táo anh chị ạ. Thì em vẫn nói chuyện được tới khuya, gần 11 12 giờ gì đó ha. 11 giờ mấy 12 giờ. Thì rồi sau đó thì cổ qua gần công ty của cổ lấy xe. Em đưa giùm qua đó để lấy xe và em cũng chạy về nhà. Về nhà sao mà tỉnh luôn rồi đó. Dạ, thì về nhà nói chung là cũng hơi bị nằm trên ghế bố thì cũng hơi lất lư một xíu. Nhưng mà cũng không sao, lau mặt rồi xíu cũng tỉnh táo. Dạ. Tại vì mình có khoảng thời gian để cho nó ngưng đó. Để cho coi như là hồi dương lại đó. Cho nên là anh nghĩ không đến nổi. Không có chứ đâu. Chứ bữa đó mà quất thêm 4-5 chai là mệt. Không có đâu, chị nghĩ là nếu như bạn này mà bạn đi nhậu với lại cùng giới á, là chắc chắn là bạn xỉn. Nhưng mà vì khác giới á, thì cái người ta nó gọi là cái chất mà testosterone á, cái testosterone á, nó tiết ra nhiều á. Thành ra nó chế ngự được cái nồng độ bia đó. Đó đúng thiệt, cho nên em mới kèm được đó. Có thể là niềm vui đó anh chị. Đúng rồi. Tại vì bạn gặp được một cái sự thú vị ở cô gái. Nó gọi là cái gì, cái đó nó gọi là cái hormone đàn ông á. Hormone đàn ông nó tiết ra chế ngự cái bia xuống đó, chị nói thiệt đó. Nó làm mình mạnh mẽ hơn phải không chị? Là ông này là đàn ông thật mà. Mà sao đàn ông mà chị không có nói là đàn ông, em cũng vậy thôi. Ví dụ như là giờ em đi uống bia với bà Minh Dũng chẳng hạn là em xỉn liền. Em mệt lắm. Em xỉn liền, nhưng mà đi uống bia với Gái mà đẹp nữa. Đẹp là em không có xỉn, chị đảm bảo em luôn. Phải không? Lâu quá tại không uống. Thử đi. Tại nhà uống với thử vợ đi. Không liền nó không biết đâu. Rồi bây giờ kể từ cái buổi mà đó, đã uống bia đó, đến bao lâu thì hai em mới chính thức yêu nhau? Dạ tụi em đâu có yêu. Đến giờ này tụi em cũng đâu có yêu. Tụi em chưa một lời nói tỏ tình, cũng chưa một lần cầu hôn với nhau. Trời, em có lỗi quá rồi. Ủa nhưng mà phải có một cái điểm chứ. Phải có một cái cột mốc để gọi là hai đứa là chính là thức được quyền yêu nhau. Đúng rồi, một cái ranh giới mà với cái cột mốc thì mới được quyền nắm tay nhau. Đúng rồi. Mới được quyền này cái nọ đồ này kia chứ. Trời. Có thể đó là chuyến đi Hà Nội của em. Em nó phải... không nói gì luôn mà nó bắt bụi phấn của em vậy đó hả? Dạ như thế này. Câu chuyện đầu đuôi là em phải đi khám ở Hà Nội để khám với bệnh của em đó. Thì lúc đó thì anh em nói chuyện cũng giống như hai thằng đàn ông nói chuyện với nhau rất là thân thiết rồi. Thì em cũng có chia sẻ là bây giờ em đi Hà Nội vậy đó. Xong thôi em đi đây. Anh bảo anh chưa biết Hà Nội là gì, thôi để anh đi về. Ok đi thì đi. Thì hai đứa đi vô đi ra Hà Nội. Thì mới bắt đầu đi khám chung với nhau, rồi đi du lịch chung với nhau. Thì từ sau đó thì mới bắt đầu có cái dấu hiệu của cái việc nói chuyện mà sự thân thiết hơn một tí. Còn trước đó là hầu hết là công việc này, rồi là tám ba lát ba xài, mình chắc chưa bao giờ nói gì đến chuyện yêu đương hết trơn á. Vì em cũng không có muốn đặt một cái mối quan hệ nào sâu á, chỉ thấy là... Nhưng mà lúc đó là em đã nói cho bạn biết là em bị tuyến giáp chưa? Sau một thời gian nói chuyện với nhau qua lại á, thì em có nói. Có nói. Em nói. Và cái chuyến đi Hà Nội đó là em cũng biết là vợ em bị tuyến giáp rồi đúng không? Dạ. Là đi khám cái tuyến giáp. Thì lúc đó là vợ em đi một mình. Dự tính là đi một mình. Thì em mới nói là trong thời gian này anh cũng đang rảnh, với lại anh cũng đang một mình mà, thì anh đi cùng em cho yên tâm. Thì lúc đó thực sự là tụi em cũng chỉ là nói chuyện qua lại, chưa bao giờ đề cập đến chuyện yêu đương, chưa bao giờ nói chuyện đến chuyện tình cảm cả. Chỉ là thông qua nói về công việc, rồi nói chuyện trên trời dưới đất thôi. Rồi cũng hay gặp nhau để đi ăn uống cà phê thôi. Dạ, cũng chưa có thể hiện gì hết á. Thì cái chuyến đi Hà Nội đó thì em đi với cổ đi đến bệnh viện Bạch Mai để mà trị bệnh. Rồi sau cái khám bệnh xong thì tụi em cũng có đi du lịch chỗ này chỗ kia. Dạ. Thì nói chuyện qua lại lúc đó thì có nắm tay rồi chụp hình cho nhau này nọ. Thì tối về khách sạn thì đi đặt thì đặt hai phòng. Mà về thôi trả phòng cho rồi. Trả bớt phòng cho đỡ uống tiền đúng không? Dạ. Đỡ uống tiền. Thật ra là nó tới cái máu của em rồi. Nó len lỏi vô cái máu đó. Em hỏi đó. Em hỏi về cái chuyến đi du lịch đó các bạn, sinh sống làm sao rồi, ăn ở làm sao, chưa gì đã kể luôn rồi. Để thôi giờ kể luôn đi em ha. Tại nó vô tới cái máu của anh rồi, không? Tới chỗ này là cái máu của nó khơi. Dạ, dài lắm anh, như vậy nè. Chuyện gì tới nó sẽ tới. Dạ, vậy đó. Là trong cái chuyến đi đó luôn. Dạ. Đúng không? Dạ.
buổi chiều á thì tụi em đi lên ở đâu ở cái ở cái gì ở mình đi gì từ ngoài Bắc mà cũng cảng bàn cảng bàn cảng bàn đâu đâu trảng gì đó trảng gì trảng gì đó trảng cha từ ngoài Bắc mà ông ra tới Trảng Bàn. Dạ em đi Tràng An. Em đi Tràng An về mà trên đó là có một cái em có đi tới cái chùa cái miếu mà lên đó cái cầu á thì mọi người hỏi hai mấy người cứ viết phiếu cầu bảo là tụi em cầu gì, hai đứa này có phải đi chung với nhau có phải cầu duyên không. Cái dạ không, mỗi đứa xin một số phiếu cầu cái này phải cầu cái kia chứ không động chạm gì nữa. Hai ông bà gặp đi với nhau gì mấy ông bà ghi vậy đi với nhau là duyên số chắc rồi. Ghi phiếu đi. Cái dạ không, ngày thì khẳng định là không nhưng mà đêm về thì chuyện gì tới nó là tới. Sau khi đi Tràng An về thì mới trả mất một phòng đúng không? Dạ, đó. Dạ. Tự nhiên ảnh trả xong ảnh kêu là phòng ảnh có vấn đề á, xong ảnh chạy qua ảnh kêu là thôi mất công thuê phòng nữa, thôi cho anh ở đây một đêm. Rồi sau đó đêm đó thì ảnh hốt em luôn. Thật ra các bạn nói không có gì nhưng mà qua cái cách chia sẻ với các bạn thì mình nghĩ rằng là thực chất là các bạn cũng đã cảm mến nhau rồi, cũng đã có gì với nhau rồi. Chẳng qua là không có một cái sự gọi là cái lời lẽ danh chính ngôn thuận thôi, để coi như là chốt hạ chứ em đâu... là của tôi và tôi sẽ là của em chứ ở đâu ra mà đi rảnh là người ta đi Hà Nội thì cũng đu theo là cái gì. Tôi rảnh là tôi đi theo em đúng không có. Em rồi không có rồi không có thì làm sao mà có cái chuyện tự nhiên đưa một người con trai mà đi theo mình làm gì. Em mới thiệt một phụ nữ một đứa con gái mà bây giờ chấp nhận trong thằng con trai đi là phải mình. Có chứ có, ừ có. Là ngay đêm đó luôn đó đúng không, ngay đêm đó là chuyển hướng sang một cái tình cảm khác đúng không? Dạ không chưa luôn. Bé nó luôn luôn phủ định hết tất cả nhưng mà thật sự là có. Thật ra nói chính xác á, nói không có thì là nói sợ. Nhưng mà em sợ. Em sợ nhiều cái lắm. Thứ nhất là bởi vì cái sau khi em đến thì việc đầu tiên là đi khám thì nó đã không khả quan rồi. À tức là kết quả vẫn là không khả quan, tức là em chắc chắn em phải mổ hoặc là làm gì đó. Nó và lại lần này nữa thì làm sao mình biết được mình có sống hay không chị. Năm ngoái mình đã như vậy rồi, mình đối diện trước cửa tử rồi. Mình có sống hay không chưa kể là em bị cái bệnh này, rất là nhiều người nói bị bệnh này dễ bị vô sinh lắm. Em không nghĩ đến chuyện là mình sẽ tiến xa. Trong lòng thì có sự cảm mến. Để cho ảnh hốt mình luôn á là bởi vì trong đầu mình nghĩ thôi lỡ đâu mình sau cái chuyến này mình không qua khỏi thì thôi mình làm gái hư lần coi. Thử với người mà mình không chưa yêu á, coi thử cảm giác đó hư hỏng nó như thế nào, cảm giác hư hỏng được lần nó như thế nào. Dạ vậy đó, chứ còn yêu thì em không dám đặt nghĩ tới đặt một cái sự nghiêm túc nào cho cái mối quan hệ này hết. Vì mình chưa biết tương lai của mình như thế nào thì làm sao mà dám. Rồi nhiều vấn đề lắm. Nhưng mà Sang có hiểu là thương như vậy không? Dạ. Em có hiểu là cổ có cái cảm xúc như vậy hoặc cổ có một cái chủ định như vậy không? Thì qua nói chuyện hai đứa với nhau thì cổ cũng nói là sao cũng được, em sao cũng được. Cái cách thể hiện của cổ là thấy giống như là bất cần. Ở em thì như thế này, em cảm mến thương á là quý trọng con người cổ. Thứ nhất là năng lượng, thứ hai là hòa đồng vui vẻ với mọi người. Và khi cổ bệnh như vậy nhưng mà cổ cũng không có phải than thở quá nhiều với mình. Thì em nghĩ rằng với lại cổ nói chuyện với mình với một cái kiểu rất là hiểu biết về cái công việc đang kinh doanh của em nữa. Dạ, thành thử ra là chia sẻ nhiều về cái công việc. Rồi thấy cổ là một người rất là trưởng thành trong cái cách suy nghĩ nữa. Dạ, với lại cái phần ngày lúc đó là em nói thật là tại vì trước đó là em cũng có quen bạn gái nhưng mà không thành công. Rồi trước đó nữa thì em cũng đã có một lần gia đình và em cũng đã ly dị. Vì vấn đề chính, lý do chính lớn nhất là em không có con. Dạ. Thì sau trải qua một thời gian 4-5 năm thì tụi em chia tay. Thì sau đó em có quen thêm hai cô nữa. Thì em mới nói trong đầu là vì lý do là không con cho nên là mình, bác sĩ nói là mình chậm con và bị dị dạng hay là bị rất là chậm là tất cả là lỗi do mình. Cho nên mình nghĩ rằng nếu như mà mình tiến tới một cô nữa, biết đâu mình làm hại cuộc đời của cổ nữa. Cho nên là nếu như thực sự trong lòng của em nói, nếu như cô nào mà mình có cảm tình, mà mình đã gần, mà cổ đậu thai, thì em sẽ cưới. Nếu như mà mình cưới rồi lại thất bại vì vấn đề con gái thì lại làm tội cho người ta. Cho nên là
khi mà gặp Thương, Thương cũng trải lòng với mình. Mình cũng thoải mái với cổ. Và tụi em gặp nhau như một cảm giác là mình là chính mình. Mình không phải gồng để thể hiện cho người khác thấy là mình là con người phải cứng cỏi, hay là con người phải thành công, hay là con người phải thành đạt, hay là con người phải cái gì đó để cho người khác thần tượng. Mà tụi em sống theo khả năng của mình, bản lĩnh của mình, tính cách của mình. Mà mình không sợ người khác phải cười, không sợ đối phương phải cười mình. Nhưng em cũng thể hiện cái tính tửng tửng tưng tưng của mình. Và có thể đôi khi nhây mà Thương vẫn chấp nhận. Nhưng có những cái mà cũng Thương cũng thể hiện một con người khùng khùng điên điên, nói này nói kia, nói bóng gió trên trời dưới đất, nhảy nhót như chim hót mà em vẫn chấp nhận. Thì đó là sao? Khi người khác chấp nhận con người của mình là con người hạnh phúc. Đúng rồi, hay quá. Thì cho nên là lúc đó là sao? Tụi em cũng không có nói về cái việc tình cảm, nhưng mà trong thâm tâm là tôn trọng đối phương. Bởi vì em nghĩ rằng nếu như mà tình yêu á, thời gian có thể phai nhạt. Nhưng nếu mà cái sự tôn trọng của mình với họ, người ta có cái để mình tôn trọng, mình nể, thì nó sẽ lâu bền hơn. Cho nên là lúc đó là tụi em cũng xả cán với nhau vậy đó. Rồi sau khi về thành phố Hồ Chí Minh thì cũng có vô bệnh viện Đại học Y Dược khám. Rồi sau đó là về chi phí, rồi về viện phí, rồi về bác sĩ thăm khám, rồi tùm lum các thứ. Thì em thấy cũng hơi bị khó khăn về vấn đề là thời gian đi lại để trị bệnh, mà bác sĩ ở đó thì cũng nói là không khả quan. Thành thử ra đó, một cơ duyên nữa đến với tụi em là người trị bệnh hết cho Thương sau này chính là anh trai của em. Dạ. Tức là khi mà gặp anh Sang á là cuộc đời của em chính thức bước sang một trang hoàn toàn mới. Ồ, anh rất muốn nghe nha. Đến thì cái giai đoạn mà em gặp anh lúc trai của mà Sang. Em điện thoại cho anh trai của em. Anh trai của em là bác sĩ. Dạ, bác sĩ Hoàng ở bệnh viện Ung Bướu. Thì em mới điện thoại cho ảnh là em nói về em có một người bạn đang bị bệnh cường giáp, mà với tình hình là đi ra bệnh viện Bạch Mai đã điều trị một lần rồi mà cũng không hết, bây giờ nó tái nhiễm lại thì anh có cách nào hay không. Thì anh nói là cái này thì ảnh sẽ điều trị thôi. Thì lúc đó là ảnh kêu là em chở bạn qua đi để anh khám. Thì anh khám xong thì anh kêu là hẹn ngày mổ thôi. Chứ không phải như nói như bác sĩ hàng hai là một là mổ hay là uống thuốc, nhưng mà nó sẽ không hết. Thì anh của em thì nói sẽ trị được. Thành thử ra thì đến cái ngày mà mổ á, thì em cũng bận công việc, em không có đi qua. Thương đi một mình, lúc đó mẹ Thương lên chăm cho Thương. Thì mổ xong rồi á, thì anh của em mới điện thoại cho em là mổ xong rồi nha. Ca mổ rất thành công, rất là bình thường, không có vấn đề gì lo đâu. Thì lúc đó là tụi em là cũng chỉ là cảm mến nhau thôi, chưa nói tiếng yêu tiếng gì cả. Rồi em cũng bận bịu quá, rồi xong đó, bữa đó xong việc là em mới qua. Em qua rồi cũng gặp mẹ Thương, em cũng chào. Mà lúc đó em đi cùng với hai người bạn nữa. Và hai người bạn nó cũng rất là mến Thương. Thì xong cuộc nói chuyện nó cũng về. Rồi sau cái lần trị bệnh đó, sau cái lần nằm viện đó, về nhà em chơi. Rồi có ba em lên, rồi cũng qua thăm bác này nọ. Rồi sau đó là Thương về, thì em mới nói với ba em là Tết này có con dâu nha ba. Mà trong khi ba em là trước giờ trông mong lắm. Trông mong lắm. Em ba cũng là... biết là em khó có con đúng không? Dạ. Thì cho nên là khi mà lỡ làng như vậy, rồi sau này có quen nữa rồi, em cũng nói với ba, mà em không có nói là em có người này người kia gì cả. Thì em mới thấy là ở Thương có những cái điểm mà mình đáng để mà gắn bó. Với một cái khoảng thời gian gọi là quen cũng dài lắm anh. Cũng gần 6 tháng chứ không phải đùa đâu. Thì dài sọc luôn á. Dài lắm đâu anh, dài lắm. Thì cũng tìm hiểu cũng kỹ rồi. Cũng cảm nhận được rồi. Quan trọng là con tim mình cảm nhận. Chứ bây giờ mà thời gian dài quá nhiều khi nó bị nguội lạnh đó anh. Nếu mà dài dài năm thì nguội lạnh mất. Cho nên là em cảm nhận là con người này không nên để đánh mất. Cho nên là lúc đó là khoảng đâu được 3-4 tháng thì ba em lên chơi á, thì sẵn tiện em nói với ba luôn. Em nói là ba ơi, Tết này có con dâu nha. Rồi chù choà, thiệt không mày? Đừng có nói tao mừng nghe. Tại vì lúc đó là ba em nói tiếng Quảng. Ê, thiệt chứ ba, thiệt chứ. Mà nếu rứa thì lòm sớm cho ba mừng đó. Thì em nói như vậy đó. Rồi sau đó là tụi em cũng lúc đó có bàn chuyện tính sao mà. Lúc đó sao ta? Quên hả? Dạ, quên à? Như thế nè, khi mà gặp anh Sang á, thì cuộc đời của em chính thức bước sang một trang khác. Là giống như anh Sang có chia sẻ đó, là bệnh của em
được chính anh trai của anh, chị khỏi. Chị khỏi hoàn toàn luôn á. Bây giờ em chỉ, tức là em cắt hết toàn bộ cái biếu, bây giờ em chỉ có uống hormone thay thế thôi. Và sức khỏe của em mà trộn vía đến thời này, thời điểm bây giờ là sau khi em sinh hai em bé xong thì em vẫn rất là ok. Trời đất ơi, sinh một cặp luôn, hai em bé ớn thiệt chứ. Sau đó là ba về đúng không? Dạ, không qua. Sau đó thì em có một cái, tức là sau cái ca mổ này thì em bắt đầu cảm nhận rằng là anh chồng nhà mình, anh này á, em có hai cái linh cảm. Em có linh cảm, thật ra không phải hai cái đâu. Em có linh cảm rất là mạnh mẽ với phụ nữ mà. Linh cảm thứ nhất của em, ông này chắc chắn là chồng mình. Tự nhiên vậy á chị. Mà linh cảm thứ hai á là em với ảnh chắc chắn sẽ có con với nhau. Rất hay mạnh vậy? Mẽ luôn, cực kỳ mạnh mẽ. Mà em nói với em còn nổi da gà nè. Và một cái thứ ba là em và ảnh gặp nhau, thôi cái này từ từ nói đi, chứ chưa thành hiện thực. Cái hai cái đầu thì thành hiện thực rồi. Ok, thôi thì chúng ta chỉ nói hai cái thành hiện thực trong ba đã là tuyệt vời rồi. Dạ. Ủa nhưng mà em là hai đứa mà mấy năm? Dạ em 2 năm. Năm 1 năm 1 đúng không? Dạ. Dạ em đứa lia lia, lia lia cho anh. Không, bây giờ cái điều mà chị muốn hỏi nhất nè, chị với khán giả là đều cái cảm giác của em khi mà em biết tin vợ em có bầu á. Em nói chị nghe coi, bởi vì Sang á, đó, rất muốn biết là cái dạ, cái cảm giác của em mà cái lúc đầu tiên đó. Cái lúc đó là vợ em sáng đó là bình thường tụi em vẫn ngủ dậy rồi bình thường rồi đi ăn sáng thôi. Tại trước đó là Thương là người chủ động mang đồ tới nhà em. Ở rồi ở đó tầm một tháng ha, một tháng rồi đi du lịch rồi xong rồi về. Thì một ngày đẹp trời, một buổi sáng thức dậy, Thương cứ đập anh dậy, em cho anh này nè. Xong anh coi đây là cái gì, phải không? Rồi cái em mới coi, em mới thấy là em không biết đó là cái gì. Tại vì cái que thử thai bằng nhựa mà cái loại nó lạ lắm, em chưa có thấy. Mình có coi cái đó bao giờ đâu. Dạ, mình coi cái, mình thấy cái loại giấy thôi. Còn cái loại nhựa mà em thấy nó cũng hai vạch. Cái em nè, cái gì đây, cầm đi. Rồi em lăn ra em ngủ tiếp. Dạ. Ông đang ngủ say hay sao? Em có được hai cái vạch đó là người em nó run lẩy bẩy luôn. Mà cái này nó cũng tâm linh lắm. Để cho em kể như này là em khi mà bắt đầu em xong cái bệnh của em rồi, em đã có cái linh cảm đó rồi. Em chơi lớn một lần luôn. Lúc đó cũng chưa nói tiếng yêu, cũng chưa nói tiếng đương gì nhau hết trơn á. Em xách một cái cặp em để trên cái bàn làm việc của anh, cái rầm. Em ở đây một tháng nha. Mà trước khi đi qua là em nói với mẹ luôn. Em có nói với mẹ là mẹ ơi, con chơi chuyến này con chơi lớn luôn, con lớn rồi. Công việc của ảnh á thì là làm thứ bảy chủ nhật. Công việc của em á thì làm các ngày trong tuần. Nếu như mà em không chơi lớn một lần á, cứ một lần tụi em gặp nhau á chỉ có 1-2 tiếng đồng hồ. 1-2 tiếng đó là 1-2 tiếng là lượt nhất, xinh đẹp nhất, thơm tho nhất. Thì làm sao biết được điểm xấu của nhau. Lỡ về rồi, lỡ cưới về rồi có vấn đề gì thì sao. Thế là em chơi lớn luôn, em xin phép mẹ đàng hoàng. Sau em qua em đặt cái cặp lên một cái rầm. Em ở đây 1 tháng nha. Ổng cũng ở thì ở thôi. Và sau 1 tháng đó thì bắt đầu mọi thứ em cảm thấy ổn rồi. Thì em mới xin con. Xin con nha. Em là em khi mà em bắt đầu có bệnh á là em hay đọc chú Đại Bi. Thì có một lần em đọc em mới xin là con là có cái cảm nhận là hai tụi con là có duyên với nhau rồi. Vậy nếu như mà cho con có phận, tụi con có phận với nhau thì xin cho con một đứa con. Sau cái lời em xin đó thì tháng đầu tiên em có dấu có thai. Và tháng thứ hai thì em có thai. Dạ có dấu có thai là sao? Tức là dấu báo thai của phụ nữ mình là em y, tức là phụ nữ nén sao á là em y chang như vậy luôn. Dạ em trễ kinh 10 ngày lận. Em còn là em đi mua que về thử, em âm thầm thôi thì nó không phải có thai. Chị thành ra trong nhà em á mới có sẵn một cái que thử thai rồi. Thành ra đến khi mà em đến tháng tiếp theo em không phải trễ 10 ngày nữa mà là em trễ 20 ngày luôn. Em lúc đó thì em lại bắt đầu buồn. Em ra quán cà phê em ngồi có mình thôi. Lúc đó em mới gọi điện cho anh Hoàng, anh của ảnh á. Em hỏi là anh ơi, em hỏi thật là cái bệnh này của em có liên quan đến đường kinh nguyệt không? Chứ sao mà tự nhiên tháng trước thì em trễ vậy, tháng sau thì em lại trễ như vậy. Anh bảo là cái này anh nói thật nha. Em thử thai đi. Chứ cái bệnh của em không liên quan gì hết. Dạ. Thế là em về.
Xong cái sáng em dậy em thử tha, trời ơi nó lên hai vạch đậm le luôn. Trời đậm. Tay chân em rung lẫy bẫy, người nó mừng làm sao á kêu. Bởi vì mình xin con mà mình được như vậy tức là ông này không phải duyên nữa mà là phận rồi. Vừa phận vừa nợ vừa nâng ở đâu là rồi. Phải dính luôn đó. Không, vậy là bây giờ phải nghe bạn này lúc khi bạn này mà tỉnh tuồn, khi mà tỉnh tuồn rồi nhìn em... thấy hai vạch. Không phải nhìn hai vạch luôn mà em biết là em có con á thì em như thế nào? Tại vì suốt quá trình bạn em đinh ninh là bạn không có con. đúng anh Thuận à. Tại vì mình trông mong quá nhiều. Và khi đến với mình á, mình cứ ngỡ như bà này Photoshop để lừa mình. Đến mức như vậy luôn. Đến mức. Cho nên là em kêu thôi đừng có chơi. Rồi em nằm xuống. Cái cổ lại tiếp tục đập đập đập. Anh không tin hả? Thôi tôi ngủ đi, không nói nữa. Thế rồi sáng 7 giờ. Lúc đó là 7-8 giờ thì em cũng không phải ngủ say gì mà ngủ cũng liêm diêm thôi. Thì cổ cũng để em ngủ rồi sáng đó thì cổ kêu em dậy xong rồi nói: "Cái này em nói thiệt á là mình có con đó." Thực ra trong lòng em lúc đó là mới dâng trào lên cảm xúc. Mới thật sự là vui mừng trong lòng. Mà lãng lắm chị. Thì em nói là đi thôi, đi khám thai. Nó lãng như vậy nè. Cái lúc lãng nhất của vợ chồng em ở chỗ là khi mà em mừng như vậy, em đặt máy quay luôn để em coi lại cái cảm xúc của chồng em thế nào, ghi lại mà. Ngủ. Trời ơi, cái nghề của mình mà chị, mình phải ghi lại mọi khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời mình. Em đặt máy quay xong anh tỉnh dậy, anh thấy cái que. Xong anh xuống, anh nằm xuống ngủ. Xong em mới gọi anh dậy nhìn nè. Xong cái que, ảnh thấy cái que thử thai. Em bảo cái này là cái que thử thai. Xong ông bảo cái này không phải là cái que thử thai. Xong ông lại nằm xuống, ông ngủ tiếp. Rồi em bực quá, em dựng đầu dậy. Vậy là hai đứa ngồi nói chuyện về que thử thai chị. Tức là em ngồi em phân tích cho ảnh đây là một dòng que thử thai gì đó. Rất bắt đầu hai đứa cãi nhau. Không phải cãi nhau đâu, nói chuyện, bàn luận về que thử thai một chập xong rồi. Em mệt quá, ông nằm xuống ngủ. Em để cho ông ngủ luôn. Còn em tự nhiên hết vui, hết buồn, hết gì đó luôn. Người cũng hết cảm xúc luôn. Cứ ngồi cứ đơ lên vậy đó. Xong đến một chập cái 7 giờ em dựng đầu ông dậy. Xong kêu nè em nói thiệt đó, có thai rồi, đi khám. Thế là sát nhau lê tê lên bệnh viện khám vậy. Lúc đó thì bắt đầu anh này mới có cảm xúc nè. Nhưng mà thật ra lúc đó khi mà biết chắc chắn rằng đó là vợ mình có thai rồi, anh biết là trong cái cảm xúc của em là rất là xúc động luôn. Vừa mừng mà vừa có như là vừa mừng vừa bất ngờ. Mà trong đó xúc động đúng không? Dạ, có khóc xúc động không? Thì em không có khóc. Trời ơi, lúc mà tôi nhận được tin, mặc dù tôi biết là tôi không có gì, tôi rất là mạnh nha. Nhưng mà khi mà tôi chú, biết được ai con nói đầu chú tiên mạnh? Là tôi khóc trời. Ai nói là chú mạnh? Trời lên ơi. Không xuống. Trời ơi. Chú là không mạnh. Trời ơi, nguyên một cái đàn tì bà. Hả? Sao khóc hoài à? Sao em? Dạ lúc đó thì em không có khóc. Nhưng mà dạng như mình cảm xúc mình giấu trong lòng. Mình chở vợ mình đi đi khám. Lúc đó tụi em cũng chưa có cưới nha. Thì lúc đó là nghe tin thì em chở vợ đi khám. Thì bác sĩ nói là đúng là thai bao nhiêu tuần đó. Thì em mới càng khẳng định hơn là chết cha, mình có con thiệt sao? Đó, đây là sự thật sao? Em cũng hỏi em lương tâm bao nhiêu lần như vậy. Và khi mà bác sĩ nói đi nói lại, và em đến cái lúc mà hồi hộp nhất là cái lúc 3 tháng vẫn chở vợ em đi khám cái đo độ vai gáy. Ba gáy, độ mờ da gáy. Độ mờ da gáy thì trước đó là bác sĩ đã khám cho mình là nói là tinh trùng bị dị dạng, khả năng có con là dị tật là chưa tới 20%, là rất là thấp, mà nếu như có thì cũng rất là yếu, cho nên cái cảm giác rất là sợ. Đúng rồi, em lo và hồi hộp vô cùng. Cho đến khi mà nhận được kết quả thì đúng là em thở phào nhẹ nhõm, và lúc đó em cảm nhận được là mình càng phải thương cô này nhiều hơn và mong chờ đứa con nó nhiều hơn. Là đứa đầu là cháu trai cháu gái? Dạ, bé đầu nhà bé gái. Bé gái là giống mẹ hả? Giống mẹ hay giống ba? Dạ, bé gái giống ba. Rồi đứa nhỏ là con trai con gái? Dạ, con trai ạ. Có 10 điểm rồi. Dạ, bé quá bé tuyệt đầu vời nhà. Mà thật ra là với cái cặp này nó không phải 10 điểm nữa mà là 10 điểm cộng. Tụi em á là 2 năm. Hai đứa, đứa 20 tháng, đứa 2 tháng. Nhưng mà đứa sau á thì là nó giống ba giống mẹ. Đứa sau giống em nhiều hơn ạ. Ồ, vậy hả? Dạ. Đứa con trai giống mẹ đi. Rồi em như lúc nãy em nói á, khi mà một người đã có cái sự gắn kết với mình thì em sẽ cưới người đó, cưới trước tính sau. Lúc đó là suy nghĩ của mình là trách nhiệm, cộng với một phần cảm mến, cộng với một phần nể phục về cái năng lượng của này, cộng với một phần là tôn trọng cái bản lĩnh của cổ. Ê, nhưng và mà... cho nên đó là em tụi em là bàn đến cái chuyện đám cưới.
Nhưng mà thật ra vậy em cũng phải nói cho mọi người nghe một cái này là như này. Cái quyết định để mà em bắt đầu xin con là khi mà không phải là để anh nói với ba ảnh là có con dâu đâu. Cái đó em không biết, vì anh nói riêng với ba ảnh. Có một lần anh nói với em rằng Tết này về nhà anh nha, ra Tết mình cưới. Anh nói trong một lần rất là tình cờ anh nói với em như vậy thôi. Thì em mới bắt đầu cảm nhận được cái sự gắn kết. Rồi mình mới sinh con. Chứ đâu có dễ gì mà tự nhiên mình cảm thấy người ta không muốn, chưa muốn cưới mình, hay là người ta phải khẳng định là mình phải có con với người ta rồi mới cưới đâu. Bởi vì trước đó em còn nói với anh như thế này: nếu như hai vợ chồng mà không thật sự có con nhưng vẫn muốn gắn kết với nhau thì con cái nó chỉ là mục đích thôi. Mình không có mục đích sống này thì mình mục đích khác. Ví dụ cùng nhau xây dựng hạnh phúc, cùng nhau xây dựng gia đình, rồi cùng nhau xây dựng kinh tế như vậy, rồi mình đi du lịch cả đời cũng được vậy. Dạ. Thật ra là bạn đã nói cái giống như là một cái lời với cô này rồi thì cổ mới có thể coi như là xả cửa để mà có đứa con. Nhưng mà thật ra bây giờ cái chuyện đó dù gì cuối cùng thì như là hai bạn cũng đạt được một cái điều quá tuyệt vời, gần như là một cái phép lạ. Em xin nói thêm là cái lúc đó là khi mà em muốn dành cho Thương một cái gọi là cái tình cảm nó sâu sắc hơn về những gì mà cổ đã trải qua và những gì mà mình không có làm được lúc trước khi mà quen cổ. Thành thứ ra là khi mà cái đám cưới đó thì do là mình cũng làm một cái công ty để trang trí này nọ cho sinh nhật rồi đám cưới này nọ, event này nọ, thành thứ ra là tận dụng hết nhân lực, tận dụng hết để trang trí cho cái đám cưới của cổ là rất là hoành tráng. Em có thể nói về cảm xúc của em khi mà đến cái đám cưới của các bạn chắc làm rất là hoành tráng đúng không? Dạ, đám cưới của em, tức em là một người khá là mơ mộng. Thành ra em thích có một đám cưới như là một cái lâu đài cổ tích vậy á. Thì tức là em mơ sao thì đám cưới em như vậy. Tức là như là em đã làm như là vua với lại hoàng tử, tức là một cái không gian nó rất là lãng mạn. Một cái set up rất là đẹp, trang hoàng, xong rồi có những cái bóng bay, có người nghệ sĩ biểu diễn bóng xà phòng, rồi tiếng đàn violon nữa, đãi giải ngoài trời. Nói chung là mọi thứ rất là tuyệt vời. Mọi thứ em làm là tổ chức sự kiện mà chuyên coi như là tổ chức các chương trình lễ hội này nọ nữa, thì cái chuyện đó là chuyện rất là bình thường đó. Rồi tụi em á, tuy là không có cầu hôn nhưng mà ở trên sân khấu là tụi em có làm một cái lễ giống như là nói chuyện, để giống như là một cái gì đó, em gọi là gì, nói chuyện tâm sự với nhau cho bàn dân thiên hạ biết trên sân khấu trước khi nhập tiệc. Là giống như là nếu mà bên Thiên Chúa là thề hôn phối gì đó trước bàn Chúa đó. Bên đạo Phật cũng có. Rồi tụi em ở trên sân khấu là nói chuyện, là giống như là cho mọi người biết là ở tình cảm này, sự chung thủy này. Thôi, dù gì bây giờ các bạn cũng đã là một cái gia đình quá hạnh phúc, điểm 10 gái trước trai sau. Tưởng là không có con mà cuối cùng có một cặp luôn, mà coi như là gái trai nữa. Vậy thôi bỏ qua cái phần kể thật xấu đi ha. Không được chị, không được chị ơi. Cái phần mát không cho phải không? Hồi nãy giờ họ kể câu chuyện quá đẹp luôn rồi. Bây giờ quá đẹp, đã cưới là cưới trong lâu đài vua chúa rồi. Bây giờ mà tự nhiên kể ông vua có tật xấu như vậy, bà hoàng hậu có tật xấu như vậy. Ủa ha? Dạ, cũng không phải là vua hay là thôi kể ngắn gọn thôi. Thôi kể ngắn gọn tại vì thời lượng mình không cho phép. Tại vì cái câu chuyện của các bạn quá hay. Thật sự mà quá hay. Đó cho nên là để cho cái câu chuyện coi như này, mình kể tật xấu cho đúng Phật mát đó, thôi. Kể cho vậy có đó, thôi. Rồi bây giờ tật xấu của Thanh Sang là gì em? Dạ, ảnh có một cái tật xấu thứ nhất là như mọi ông đàn ông thôi. Ổng rất là bẩn. gọi là không thật là ảnh rất là chăm, ảnh cứ là giống như là con, hoặc là cho em nói lại cái đoạn này. Cái tật xấu của ảnh Sang ở đây á là khi mà em qua nhà ảnh thì em mới phát hiện ra là ảnh mặc đồ á rất là bẩn luôn, kiểu giống như là em gom đồ của ảnh đi giặt, ảnh sẽ hỏi là ủa sao giặt cái áo này của anh, ủa thêm thấy anh mặc lâu rồi anh giặt đi. Đâu, cái áo này anh mới mặc có 3 ngày à, 7 ngày anh mới giặt, 7 ngày mới có lịch giặt đó. Dạ, còn cái thứ hai á là cái nhây của ảnh là như thế này. Ảnh cứ cái gì ảnh tới, ảnh không tới luôn đi, mà ảnh cứ cạnh nhấp rồi ảnh dừng lại, rồi ảnh cạnh nhấp rồi ảnh dừng lại, rồi cạnh nhấp ảnh dừng lại, mình như vậy 30 phút làm sao em chịu nổi. Vậy ha, nhiều khi nhờ vậy mà mới có con á. Đúng rồi. Dạ, đâu không có. Bây giờ em hãy kể cụ thể coi, tại vì anh liên tưởng cái hình ảnh với cái từ nhấp nhấp đó. Dạ. Em cụ thể đi cái hành động của anh. Đúng rồi đó anh, em cứ lắng hỏi coi, cụ thể sao? Ví dụ như nhấp cần câu hay là nhấp đột. Mà 30 phút như vậy là anh. Là thí dụ. Dạ, thì em nấu cơm xong, em gọi anh vô ăn cơm,
từ từ bên ban công đến đây nhà em có 5 mét thôi, mà anh đi cả nhấp xong anh dừng lại ở chỗ cái tivi, anh bấm điện thoại, anh tư vấn khách hàng, xong anh lại cả nhấp, anh đến cái bàn ăn rồi anh lại bấm điện thoại, lại cả nhấp, anh làm như vậy cả 30 phút. Trời, em đói em chịu không nổi luôn. Tới cái bàn cơm là coi như cơm nó nguội luôn rồi. Dạ, là em ăn xong rồi em đi ngủ một giấc ra rồi anh vẫn chưa ăn cơm, nó dạng vậy anh nhây như lề vậy mề. Luôn. Nhây làm lề mề chứ không phải nhấp. Thật ra anh cũng lề mề đó, trong công việc thì em thấy anh nhanh nhẹn lắm luôn á, mà sao mà anh nhây với em kinh khủng luôn ạ. Không, chắc là ở nhà đó, ở nhà. Dạ. Rồi tiếp theo là gì nữa? Dạ em chỉ thấy có hai cái đó thôi ạ. Hai cái đó thôi. Dạ. Rồi giờ mong muốn anh thay đổi điều gì? Hết nhấp. Dạ chắc là hết nhấp, đừng có nhấp nữa. Đi thì tới luôn, tới thẳng đích luôn. Tới bàn đi rồi nhắn. Dạ, cái tới mục tiêu luôn. Chứ nhấp, đừng có nhấp vậy. Người ta từ Mỹ về Việt Nam quá cảnh có một lần thôi. Ổng từ bàn ăn ra, từ ban công vào đến bàn ăn quá cảnh 5 lần là chịu không nổi. Dạ. Rồi bây giờ tới sang đó. Cô ấy có những tật xấu gì? Thương thì đối với em thì thương không có tật xấu. Nếu như có cũng không có gì đáng ngại. Em có thể chấp nhận rồi bỏ qua hết. Tại vì khi mà đối với Thương á, là tụi em á, tuy là tình yêu không phải là bay bổng quá lãng mạn, nhưng mà ở đây là một cái sự tôn trọng nhau rất là lớn lao. Thì khi mà tật xấu á, nếu mà đã có tật xấu mà đã ghét nhau rồi thì chẳng còn tôn trọng nữa. Cho nên là tụi em chấp nhận nhau hết. Ở Thương á, thì sau khi sinh hai đứa thì có những cái là tính cách hơi thất thường một xíu, có thể là hơi nóng nảy một xíu, nhưng đó là cái chuyện tâm sinh lý rất là bình thường. Hồi nãy lúc mà chưa đến cái mục này, chị có nghe nói là tụi em chấp nhận nhau, ví dụ như là điên điên khùng khùng. Đúng rồi, là đúng em rồi. Cũng chấp nhận cái điên điên khùng khùng. Vậy sau khi có con rồi bất khùng chưa? Hay là vẫn điên điên khùng khùng? Dạ tụi em hầu như là những cái đó là nó cũng không thay đổi. Nó là trong máu rồi đúng không? Dạ, giống như là tụi em là hợp trong một cái gia đình rồi. Ở với nhau 2 năm nhưng mà cũng không có chuyện gì lớn lao cả giả cả. Ghê thiệt, hai năm hai đứa ghê chưa? Dạ, rồi... bị lừa á chị. Em không có lừa gì cả. Với lại ưu điểm của Thương á, em phải nể mặt. Anh đang hỏi là thật xấu không hỏi ưu điểm. Tôi không hỏi. Dạ. Cái phần này là không hỏi ưu điểm. Dạ. Ưu điểm là một cái chương trình khác nữa các bạn à. Dạ. Đó. Chú cũng nhấp nhấp nữa. Chú nhấp nữa. Chú kể tần số rồi giờ chú. Ta kể. Thì người ta đi giống như nè. Từ tốn chị nè. Giống như Thương nè, vừa hỏi cái là nó vô thẳng vấn đề luôn. Còn nhấp. Thật xấu nữa là không chịu ghen. Không chịu ghen. Dạ. Trời đất ơi, em làm mọi cách cũng không ghen. Em làm mọi cách cũng không ghen. Em đi chơi, em chụp hình cô này cô kia đó. Nè, hôm nay anh chụp hình với cô này cô kia đẹp không? Đưa. Trời ơi, sao đẹp bằng em. Hay không? Rồi, cái này chị rồi. Phải học em. Không, rồi. cái này chị phải học em. Rồi, em đi em lướt TikTok, Facebook thấy chà, gái đẹp em. Cô này mông bự à, ngực to ghê, nhìn coi. Trời ơi. Khi nào được như em mà nói. Ồ. Không bị mất hứng liền. Mất hứng liền anh. Dạ. Với lại á, em nói em đi bà này. Em thấy cô gái này rất tâm lý. Dạ em thấy nè. Với lại anh nhiều lúc á, diễn viên đồng tiếng mà cái nghề của anh nữa, cái miệng của anh làm MC nữa. Anh đi ra ngoài đường hả? Anh nói thiếu gì cô ngã rạp dưới chân anh. Giờ á ai không biết ảnh là của em, chắc chắn một trăm ảnh là của em rồi. Cho nên em cứ tâm lý như là hai thằng bạn nhậu bàn bạc với nhau về gái thôi. Gái đẹp thì mình cũng muốn ngắm mà, chứ đừng nói đàn ông. Mình cứ thế thôi. Thế là ảnh mà coi gái mà em mà chưa coi được trong màn hình đó, cô gái đó đẹp như thế nào là em đứng ngồi không yên. Không phải là ghét mà bởi vì em tò mò cô đó đẹp không là vậy. Hay quá, sao chương trình này chắc chắn là anh nãy em nói đó, nhiều người biết em là vợ ảnh, và sau chương trình này chắc có lẽ là cả thế giới biết em là vợ của ảnh luôn đó. Có sự lan tỏa của chương trình này đúng không đó. Nhưng mà bây giờ em có muốn vợ em thay đổi điều gì không cho nó hoàn hảo hơn? Đúng rồi. Em chỉ mong muốn là vợ em á là biết dành nhiều thời gian cho bản thân cổ hơn. Vậy đó hả? Vậy là bây giờ cổ bị hy sinh cho con nhiều quá đúng không? Dạ. Hay là sao? Hay là hy em sinh nói, cho em nói cho thật ai? Là nhiều khi á Thương ở nhà có thể là nói chuyện với bạn bè giao lưu rồi qua online rồi khá là nhiều. Nhưng mà nếu có dịp đi ra ngoài em cũng hay đưa cổ đi. Có con ở nhà anh chăm cũng được. Em cứ đi. Và em cứ đi làm đẹp, chăm sóc bản thân. Em cứ làm tóc kiểu này tóc kiểu kia miễn sao em thích. Rồi khi mà đi ăn pizza hay là đi chơi với bạn bè, đi ăn lẩu gì đó em cứ chơi, khi nào em muốn về em về. Dạ thì cứ dành thời gian như vậy thì cho nó thoải mái tinh thần. Cứ ở nhà chui rút hoài đôi khi cũng thấy tội cho vợ mình. Bởi vì ở nhà chăm con thì bây giờ online dịch giả không ra đường được thì nói chuyện với bạn bè thế này kia, nhưng nếu cơ hội ra ngoài giống như đợt vừa rồi đám cưới của bạn Thương, em là người chủ động nói em đi đi để hai con ở nhà em lo.
em cứ chuẩn bị sửa xong gì đó thì em cứ đi, em bắt taxi đi cho khỏe, anh ở nhà chăm hai con, khi nào muốn về thì về. Dạ vậy thôi, chứ còn như vợ chồng em thì cũng không có vấn đề gì để bàn sâu cả. Tụi em cũng rất là hòa hợp với nhau. Dạ hai gia đình hai bên thì cũng rất là thương hai đứa rồi. Dạ thực ra chị thấy cái cặp này giống như là trời định á em, tức là họ giống như là hai người này là chắc chắn là kiếp trước chưa trả hết cái nhân duyên cho nhau á, cho nên là kiếp này á là biết đâu kiếp trước hai đứa em là hai thằng bạn hoặc là hai con bạn. Không thiệt, hai thằng bạn hai con bạn mà rất quý mến yêu thương nhau đó, nhưng mà đùng một cái có chuyện gì xảy ra mà tụi em chưa thể nào đi hết con đường được với nhau á, rồi là xuống tới kiếp này á là thành ra vợ chồng. Mà vợ chồng theo một cái kiểu mà nó rất là lạ lùng, đúng không? Em cũng hay nói với bạn em á là cô vợ hiện tại này á thật sự như là định mệnh. Em cũng hay nói với mọi người như là định mệnh. Tụi em chỉ trong thời gian ngắn thôi em đã xác định là cô này có lẽ là vợ mình. Tại vì tụi em biết sao, cái việc tụi em đến với nhau là thuận theo ý, thuận thiên, thành ra là cái gì tụi em có hết trơn. Đáng lý là tụi em không có đó. Em đến với người khác em đâu có con đâu. Đúng không? Mà em đến với người khác chưa chắc em khỏi bệnh. Thậm chí mà hai đứa em đến với nhau là bệnh em hết, con em có. Em hiểu chưa? Bạn gọi đó là cuộc gặp định mệnh. Tôi thì tôi cho rằng đây là cuộc gặp phúc duyên á. Vừa gặp nhau có duyên và có phúc. Đó. Cho nên là chị nói nè, chính vì tại sao tụi chị nói cái điều đó ra để mà tụi em á là phải giữ gìn cái mối quan hệ này, cái gia đình này, bởi vì tụi em gần như là một cái khối mà bắt buộc nó phải gắn kết rồi. Chứ không thì con mình nó khổ lắm, thực sự mà nói là như vậy. Ha, cố gắng nha. Chúc mừng hai em nha. Có muốn nói điều gì với vợ không? Trước khi chia tay. Chia tay chương trình bà nội. Tôi chưa nói hết trước chương trình. Hả? Đây. Dạ thì em không nói với vợ á, không phải nói với anh. Nhìn với vợ, nhìn vợ. Nhìn vợ có thể đứng lên nói với vợ. Dạ, sai thu lại cũng được mà anh. Dạ. Tại vì em chưa có cái lời cầu hôn đó. Đứng lên. Nè, hồi nãy vợ nói đó chưa có tỏ tình, chưa có gì, chưa có cầu hôn, chưa có gì, giống như là sự thể là nghiễm nhiên nó là như vậy thôi chứ chưa có một cái lời nói nào. Thôi bây giờ mình đứng lên luôn mình đi. Đứng lên. Cho các bạn ấy nói chuyện với nhau. Đó. Các bạn đã có một cái lễ cưới rất là cung đình cung điện đó. Bây giờ, cung bạn đình, giống cung như điện. Đây là một cái đứng lên hai đứa đứng lên nhìn ra mà nói đi. Làm lại cầu hôn đồ này cái nọ đi. Nói đi. Tỏ tình đó. Tụi em ngay từ đầu khi mà đến với nhau cũng xác định là gì. Anh thì đâu có lãng mạn đâu. Anh đâu biết thể hiện lãng mạn như thế nào. Nhưng mà anh thể hiện qua cái hành động là mong muốn mơ ước của em một đám cưới thành hiện thực, trang hoàng lộng lẫy. Còn mà nói về sự chung thủy thì anh hứa là chung thủy với em rồi. Còn nói về hai đứa con của mình là tuyệt vời rồi. Và gia đình của mình hiện tại là mọi người nói là 10 điểm cộng rồi. Thì đó còn gì là hạnh phúc hơn nữa. Tình yêu cũng chỉ là lời nói thôi, quan trọng là hành động. Em ha. Anh yêu em. Nói gì chồng không? Nói gì chồng không? Dạ, thật ra là như thế này. Đôi lúc mình là một người lãng mạn, nhưng mà em không nghĩ là cứ phải cứ nói tiếng yêu hay là nói tiếng vợ chồng thì mình mới có sự gắn kết. Với em á, anh Sang bây giờ là một người rất là hoàn hảo rồi. Ảnh ở trên mạng ảnh còn được gọi là ông chồng quốc danh đó chị. Em đang rất may mắn sở hữu chồng của người ta đó chị. Cho nên là với em như vậy là quá đủ rồi. Một gia đình chỉ cần có vợ, có chồng, có các con, không cần nói nhiều, chỉ cần hành động thôi, thế là đủ. Quá tuyệt vời. Rồi, cảm ơn hai em. Rồi, cảm ơn hai đứa nhiều.